mắng chửi của cơ đực. Thì xin khẳng định lệnh lại một lần nữa là tôi không bao giờ mà ngồi đó với tư cách là muốn hòa hợp hòa giải với bất cứ một người với cộng nào, mà tôi ngồi đó là để phản đối. Mà nếu mà đi lại tôi có làm cái việc đó không, thưa quý vị, tôi sẽ không ngồi ở cái bàn có cái lá cờ Việt Cộng để mà bị làm quý vị phải phiền hà vì bị người ta chụp mũ, vì tôi bị chụp mũ nó lên đi quý vị. Nhưng mà tôi nghĩ rằng không thể nào mà chúng ta đối đầu với Việt Cộng, chửi Việt Cộng mà đứng túc từ đằng xa chửi nó không nghe. Mình phải dám đi vô trong đó, lên án và chửi thách đố và chửi thẳng những cái người mà đại diện cho nhà cầm quyền cộng sản mới là cái người có đảm lương. Không lẽ chúng ta đứng ở càng xa xa rồi chửi không cho nó sướng miệng phải không quý vị? Thì câu trả lời của tôi như vậy, tôi mong quý vị hiểu, và tôi cũng đã trả lời nhiều lần lắm rồi. Nhưng mà những người nghe thì nghe, những người nghe mà không muốn nghe thì cứ mang cái chuyện ra để nói hoài. Tôi xin tiếp theo lời của anh Pháp nửa phút thôi, và tôi sẽ mời chị Ngọc Lan ở bên báo Người Việt để tôi thêm một trà phần nữa. Cá nhân tôi trước khi đứng đi ra về, tôi đã chửi cho thẳng vô mặt của ông tổng lãnh sự, ông đại sứ, không thấy báo chí nào đăng hết, chỉ có chú Phong ngày hôm sau chú gọi là có cái chuyện đó xảy ra mà sao nó giống quá vậy. Tôi mới tường thuật báo chí ghi đầy đủ, nhưng mà không có báo nào ghi, mà lại cứ đè anh Bùi Phát. Trong khi đó mình có một cái mission, mình vô trọng mình phải hiên ngang, mình đối chọi trực diện với Việt Cộng. Thứ hai nữa, tôi biết có một điều tôi cũng muốn chia sẻ thêm, ngay cái bàn đó là có những cái người Việt Kiều mà Việt Giang ở đây nè, như bà Phùng Tị Châu và một số người mà có thể người Pháp, anh muốn lên để anh thấy mặt người đó, anh nhận diện cho nó rõ. Mà lúc đó anh cũng chưa biết ai là Việt Giang trong cái cộng đồng này, mà họ ngồi ngay cái bàn đó. Xin chia sẻ và xin đó. Xin mời chị Ngọc Trân. Cho tôi nói thêm 30 giây nữa thôi. Thực sự là quý vị, khi tôi đến đó rất là nắng có vài phút, tôi như là một người xa lạ, bởi vì tôi mới sinh hoạt cộng đồng từ khoảng năm 2012-2013 thôi. Tôi không biết những cái người mà có mặt trong cộng đồng từ xưa, tôi chẳng biết mấy bà Hùng Tệ Châu hay là gì đó. Khi tôi ngồi xuống đó, tôi không bắt tay bất cứ một ai ở cái bàn VIP đó. Tôi ngó người này người kia, quý vị nhìn thấy cái hình đó, mặt tôi nó rất là ngầu, bởi vì tôi căng thẳng lắm. Tôi ngó người này người kia, tôi không biết tôi là đang ở chỗ nào, bởi vì quý vị cứ nghĩ tôi nhảy vào hậu cần của bên cộng thì mình phải căng thẳng chứ sao không căng thẳng được. Nếu mà tôi được đi dự tiệc, cái mặt tôi phải tươi vui, phải nhẹ nhàng, phải thoải mái chứ sao căng thẳng dữ vậy. Cái việc thứ hai là tôi ngồi đó, tôi ngó hết người này kia, ly nước tôi cũng, quý vị thấy trong cái hình ly nước còn đầy, đĩa tôi sạch trơn, tôi có ăn và uống một ngụm nước lạnh tôi còn không uống, quý vị nói chi mà tôi đi ăn tiệc. Thì tôi không biết cá nhân nào trong đó cả, và tôi đang lăm le để tôi ngó xem tôi đợi cơ hội là tôi lên đứng phát biểu ngay ở cái bàn VIP cho người ta chú ý để tôi chửi đó. Nhưng mà sau vài phút không được thì tôi đứng lên, tôi đi về bàn của tôi. Và ông Du Miên nói rằng thôi mình đi về đây, ngồi lâu trong đây nó không có tiện, chắc nó không cho mình nói đâu. Chúng tôi đứng lên đi về, chưa đầy 20 phút ở trong phòng họp đó thưa quý vị. Và khi chúng tôi đứng lên đó, thì ông Phạm Vinh cũng chạy đến, ông lật đật, ông nói tại sao mấy anh đi về sớm thế. Tôi nói chúng tôi đến đây chỉ để phản đối quý vị và nhà cầm quyền quý vị. Thế thì bây giờ anh nói đi rồi chúng tôi sẽ chuyển đạt lại anh về. Thì sau đó là ông Long đã lên phản đối và tôi đã phản đối, và chúng tôi lập tức đi về. Thì câu chuyện nó chỉ đơn giản như vậy, nhưng mà những người nào không nhất định cứ lợi dụng cái đó không để mà trục vụ cá nhân tôi, phá rối cộng đồng, thì chúng tôi cũng không phải biết nó làm sao hơn. Riêng cái câu mà anh Tài lúc nãy nói là tại sao ông Phan Thủy Nhân không lên tiếng phản đối những người Việt Giang hay có những biện pháp nào, thưa quý vị, xứ sở này là xứ tự do, người ta nói gì người ta nói. Ông Phan Thủy Nhân có thể kiện được, tôi khó kiện lắm. Tôi muốn kiện một cá nhân nào, tại vì tôi là dân cử, tôi muốn kiện cá nhân nào tôi phải có cái bằng chứng rất rõ là người ta biết cái chuyện đó là sai, mà tôi phải chứng minh được cái chuyện là người ta biết mà người ta vẫn cố tình, lúc đó tôi mới kiện người ta được. Xin cảm ơn quý vị.